sở thích của tôi đó là đi mua sắm và tiêu tiền ạ. Sở thích của tôi đó là đi mua sắm và tiêu tiền thì cấu trúc sẽ như thế nào? Các bạn chỉ ghi nhớ cho cô này. Một, đầu tiên sẽ là my hobbies. Các bạn có thể sử dụng số ít hoặc số nhiều là hobby hoặc là hobbies. Các bạn có thể dùng my hobby is, sau đó cộng verb infinitive verb, hoặc my hobbies are, cộng verb infinitive verb. Ví dụ nhá, sở thích của tôi là đi mua sắm và tiêu tiền. My hobbies are going shopping and spending money. My hobbies are, nối âm đó, my hobbies are going shopping and spending money. Spending money nghĩa là tiêu tiền đúng không? Có thể là tiêu tiền của chồng chẳng hạn, hoặc bạn trai chẳng hạn đúng không? My hobbies are going shopping and spending money. Vậy ghi nhớ sau my hobby cộng với to be thì các bạn bao giờ các bạn sẽ cũng vậy, là to be là to verb cộng verb ing, chứ không có là my hobby is listen to music, is go shopping là sai hết hoàn toàn nha các bạn ơi. Vậy câu này gọi là my hobby is listening to music, my hobbies are going shopping and spending money. Sở thích của tôi đó là đi mua sắm và tiêu tiền.